chứ lại gì nữa. Nó phải đặt cái đọt lại đây, ở đây là để đem về chảnh luộc. Nhưng mà do bây giờ nó solo bơm hạnh nha. Hôm nay anh em solo bơm hạnh đi tại đây là cùng Thường Tiến các bạn. Độc lập đây, được 2 tấm pin. Đây, 2 tấm pin. Anh này là anh trùm về điện tử luôn các bạn. Anh Nam. Anh 6 Nam. Đây là quá quy nè. Với xài một con qua con sạc. Ở đây đó là anh chủ đẹp trai đấy. Không? Đi lắp qua cồn nè, miền Tây các bạn. Ở đây là ở chợ Lách Bến Tre. Ủa qua bên đây vẫn còn chợ Lách không ta? Còn con kiến của xã Tân Thiền. Con kiến của xã Tân Thiền luôn. Qua đây là con kiến của xã Tân Thiền các bạn. Ở đây con kiến của xã Tân Thiền, huyện chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay ngày gần ngày 30/4, cũng là ngày 10/3 mà nghỉ lễ về đây làm cho cái anh đẹp trai kia kìa. Thấy đẹp trai chưa? Chùm xoài đấy, chùm về làm xoài. Đây là bên của chủ nhà. Maximum của một tấm là khoảng 2,5 kg. Còn tùy theo nắng nữa anh. Tùy theo nắng, nắng nhiều hay là nắng ít, trời râm râm thì nó ít điện. Có khi mà ăn uống tối ngày luôn, 2 tấm vô được 2 cuốn. Ăn uống mà tối ngày luôn. Được. Tủ lạnh inverter thì đủ, nếu mà lúc đó là mình phải tiết kiệm lại, mình xài cái thứ bớt lại. Cái tủ lạnh á thì qua lọc cái tháng mưa á là nó chạy ít thao hơn. Đây nhìn các bạn thấy không, vô chai này, theo chai này, cầm bự ngón tay nè. Kinh điển chưa? Nào giờ mình chưa bao giờ thấy gâu trai mà nó mập như vậy luôn ấy. Cái này gọi là gâu trai gì anh Chính? Không biết, cái này nói chung là nó gâu trai thôi chứ. Không biết nữa. Giống như ở lúc mà em mới lên trên Đắk Lắk, ở trên kia có một loại gâu trai, cái lá tròn á anh biết không? Trời ơi, nó mập cũng ngang ngửa thằng này nè. Ăn mà sợ ăn trúng gao dại chết. Mà cuối cùng ăn ngon. Thôi để anh dĩa được đây. Ăn đi, trời ơi. Lặt ra có bao nhiêu đâu mày. Ủa lặt gì nữa, để nguyên luôn chứ, lặt gì nữa. Nó phải lặt cái đọt lại chứ đâu mà vậy. Ủa làm sao? Lặt bỏ đọt hả? Đây nè. Lặt lên. Lặt sao ăn? Không, bỏ đọt tiêu rồi. Nói lại vậy nè. Mấy cái cọng vậy không hả? Ủa? Hai ít, lấy gì ăn? Thường thường lặt gì nè. Vậy hả? Chưa đọt. Chưa chót cũng được. À. Trời ơi. Ở ngoài kia em ăn là em ăn hết luôn cả lá luôn. Cũng được. Lá ăn hết. Ăn sắm. Thôi được rồi. Sắm chị à. Hả? Ăn lá. Nó đúng rồi, nó hơi có gai gai. Đây, okay, đem về chảnh luộc ăn. Cái này muốn ăn nhiều cũng có, anh ăn nổi gì. Ông quà khoái hả? À. Thôi được rồi. Ăn luôn cả lá. Lá luôn mới đủ dinh dưỡng. Vừa luôn không lấy luôn mình ăn. Con ăn gì chứ? Anh em trên mạng có ai muốn ăn gao trai hay gao mát gì không? Ship cho. Lúc cái đầu nó ra nó đây là 200 pin. Đây là vườn sồi của anh Chính nha. Cái sồi cao này là cũng Đài Loan luôn hả Chính? To dưới nè. Trời, vườn sồi lớn ghê luôn. Vậy mà bữa hôm sau ổng quay sao đâu cây sồi nhìn nhỏ xíu trời. Đó hả? Vườn sồi này nhìn lớn khủng khiếp. Mấy cây sồi chắc cả chục năm mà hả? Cấp trước mà bán được mười mấy hai chục ngàn ký là ngon lành ha.
năm sau nữa coi chừng nó lên mười mấy ngàn ký anh ơi. Hả? Năm sau lên mười mấy ngàn ký á. Hả? Đây mà, đây là cái này 24. Đúng anh? Đúng cộng trừ không? Lên thôi. Con lại lên đi. Quên, dưới chồng lên luôn. Sắp ở đây. Sắp có bảy mấy vo này do nó đầy mất rồi. Thử đi. Con này ok bát 4.500. Xài full 4.500 luôn. Bao xài máy hàng, máy cắt. Đúng mà đã hàng. Máy trồng hồ. Đúng mà máy cắt hoặc là ốc khách máy hàng. Được chưa? Bao điện tử nha, đồ cơ thua. Cái hàng cơ không được không? Điện tử nhá. Cắm cắm lên rồi xài thôi. Chúng ta mình chưa mua mấy máy mà máy xài năng lượng đó, giống một đại ấn đó. Con này lưu trữ 5 kW trong một đêm. Hai tấm pin này có thể được. Chưa ông nằm với này ông quạt cái ông ngủ bất biết luôn cái giờ nắng nắng cũng bất biết. Nó về này nhắm với cái mùi ghe đó đổ. À, đi tối ngày chứ mà. Hai giờ nó có quạt đâu. Ngủ cái tại. Hai chỗ nhà quạt luôn hả? Ủa, hai tấm mà sao đưa xuống 7 mấy von đúng. À đúng rồi, 7 mấy. Em lại tưởng là 3 mấy. 7 mấy von. 73 phải rồi. Đúng đúng nó 8 mấy nó kéo tải rồi nó xuống. Nhưng mà do bây giờ nó 82. Đúng rồi. Nó kéo tải nó phải xuống. Gì, luôn, gì? Quay xuống. Đây xong. Em cắt không đủ à? Không,